Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ cây cho anh em mình tham khảo ha. Và đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ cây mà trong phân khúc tầm trung nó rất được anh em ưa chuộng anh em ha. Đó. Có nghĩa là phân khúc tầm trung là những phân khúc nó tầm khoảng giá dưới 40 triệu anh em ha. À, tầm khoảng từ 30-40 triệu thì cái phân khúc này là phân khúc rất nhiều anh em mà lựa chọn nó. À, với những cái giá cả phù hợp. À, riêng về những cái dòng này anh em thì em cũng đã chắt lọc ra một số cái mẫu mã và những cái chiếc mà nó có những cái hay hay anh em ha. Đó, muốn gửi đến cho anh em mình tham khảo. Có nghĩa là nó cũng có những cái sự sàng lọc nhất định anh em ha. Và không nói gì xa nữa, bắt đầu anh em mình đi soi xem cái con đồng hồ phân khúc tầm trung này nó có cái gì hay. Trước tiên vẫn như mọi khi em báo kích thước cho anh em mình dễ hình dung ha. Nó cao là 2m07, ngang là 60, sâu là 36cm anh em ha. À, với kích thước này thì nó cũng vừa, nó vừa anh em ha. Nó phù hợp với những cái không gian vừa và nhỏ anh em ha. Đó, con này thì đến từ nhà Silai anh em ha. Đó, anh em chơi đồng hồ hoặc là chưa chơi đồng hồ á, anh em có thể tìm hiểu về cái thương hiệu Slide này ha. Và trên những cái video clip thì em cũng đã nói rất nhiều rồi. Đó, nếu anh em mình chưa tìm hiểu á, chưa biết á, thì anh em mình cứ tìm hiểu ha. Đó, thương hiệu Slide là một cái thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Mỹ anh em ha. Đó, và nó kết thúc cái dòng đời của nó vào năm 2005. Đó, sau khi là chuyển giao cho Bolova anh em ha. Đó, sau này là nó Hamler nó mua lại được cái mảng đồng hồ cây của Bolova luôn. Đó, thì sau này là nó sử dụng là Hamler hết rồi, không còn là Slide nữa anh em ha. Đó, rồi về cái Slide thì anh em có thể nghiên cứu thêm trên Google anh em ha. Và đặc trưng của Slide thì như anh em chơi đã chơi rồi hoặc chưa chơi cũng biết, đó là cái âm chuông anh em ha. Âm chuông thường trên những con Slide nó quýnh rất là hay. Đó, rồi anh em thấy cái thiết kế này mà nó rất điệu đà anh em ha. Đây là cái phần chỉ bên trái này nè. Anh em lưu ý ha, chơi với em là phải soi anh em ha. Anh em mình soi kỹ vô, người mua cũng vui, người bán cũng vui. Không có gì mập mờ anh em ha. Một video clip là nó có thể lột tả được hết những cái chi tiết. Anh em mình rất là dễ mua anh em ha. Không chơi với em là không có mập mờ. Anh em thấy cái mẫu trên của nó mà, đây người ta kêu là một cái mẫu sò anh em ha. À, nó giống như là một cái mẫu con sò, nó kêu là mẫu sò. Anh em thấy đây là chi tiết anh em. Đó, nó khắc chìm qua dần trên này anh em ha. Đó, rất đẹp. Đó, nó khắc chìm qua dần trên này. Đó, anh em thấy không ạ? Đẹp không ạ? Quá đẹp anh em ha. Ở trên thì nó để một cái mẫu, một cái hình qua lá tay ha. Đó, cũng rất là điệu đà. Đó, anh em thấy mà nó design của nó giống như trên những cái con sò đến từ nhà Horst Miller kìa. Đó, thì cái kiểu dáng mà nó lượng như thế này rất đẹp. Đó, đây nó một cái điểm nhấn ha. Đó, anh em thấy không ạ? Cái này là nó là khắc chìm anh em ha. Khắc chìm. Rồi, đây là cái phần chỉ ở bên phải đây anh em. Đó, anh em thấy không ạ? Anh em thấy cái vân này quen mà. À, vân sồi anh em ha. Đó, nhìn thôi là biết vân sồi rồi. Đó. À, đây thì nó chơi cái cửa sổ ha, cửa sổ kiến anh em ha. Đó, anh em nhìn vào là nó lộ cơ anh em ha. Đó, cửa sổ kiến. Đó, với cơ chế là mình rút ra anh em ha, chứ không có mở cánh. Đó, rồi đây là cái phần chủ ở bên phải đây anh em. Đó, còn khá là đẹp anh em ha. Đó, đây là phần chủ ở bên phải. Đó, anh em soi kỹ với em ha. À, cùng kiểm tra với em. Đó, rồi đây là cái phần trụ ở bên trái đây anh em. Nụt anh em ha. Chìa khóa Slide anh em ha. Những cái chi tiết nhỏ như thế này thôi. Đó, nó cũng nguyên bản thì nó cũng tăng thêm cái giá trị của đồng hồ anh em ha. Đây là cái phần trụ ở bên trái anh em ha. Anh em thấy vân gỗ mà. À, vân gỗ rất đẹp ha. Rồi đây là cái mặt đằng trước của chiếc đồng hồ. À, anh em thấy vân gỗ luôn mà. À, vân gỗ. Vân gỗ nhìn rất đẹp anh em ha.
Ở đây thì nó nhấn nhá một cái hoa lá tây giống như trên cái mảo trên đó nè. Đó, nó làm cho con đồng hồ nó không có đơn điệu. Và cái đẹp của nó nè, à, nó nằm đây nè, ngay chỗ cái tấm kiến này nè. Anh em thấy cái tấm kiến này với lại cái mảo y chang nè. Đó, nó lượng y chang này nè. Thì cái tấm kiến này nó cũng vậy nè. Đây nè, anh em thấy không? Nó lượng y chang như là ở trên cái mảo vậy. Đó, một cái chi tiết này ăn tiền cái chi tiết này nè mà. Đó. Mà tấm kiến nó vác, anh em thấy nó vác theo. Đó, nó vác theo nè. Đó, tấm kiến này mà bể thì cũng không biết kiếm ở đâu mà ra nè em ha. Đó, làm sao vác nổi. Đó. Rồi, anh em thấy mà. Đây là cái mặt trước ha. Dĩ nhiên nó là cái kiến vác rất đẹp. Rồi, bên hông nó cũng là kiến vác anh em ha. Đó, kiến vác. Đó, đặc trưng của dòng hồ cây. Đó, đây là bên phải này anh em. Đó. Rồi, đây là cái phần đế này anh em. Anh em thấy mà, đây, phần đế đi. Anh em thấy vân gỗ mà. Đây nè. Đây, vân gỗ. À, rất đẹp anh em ha. À, nó có vài cái vết cứng nhỏ nhỏ như thế này anh em ha. Do vận chuyển thôi. Đó, vài vết cứng nhỏ nhỏ như thế này. Không đáng kể anh em ha. Đây, chi tiết ở dưới đế của nó cũng vậy. Đó, nó chạy một cái chỉ rất đẹp. À, nhấn nhá. Rồi, đây là bên phần bên trái này anh em. Đó, nó cũng có vài cái vết cấn này nè. Vài vết cấn này. Đó, vài vết cấn nhỏ nhỏ. Do vận chuyển cho anh em ha. Anh em thấy cái vân gỗ nó đẹp không nè. Đó. Vân gỗ. Quá trời. Đó. Đó, em là có sao nói vậy nha anh em. Đó, anh em mình dễ chơi. Đó. Những cái chi tiết nhỏ xíu thôi. Em cũng bộc lộ cho anh em thấy ha. Đây. Là phần chỉ ở bên phải anh em. Đó, anh em thấy vân gỗ không à. Rất đẹp ha. Đó, anh em thấy không? Nó có một vết cấn nhỏ xíu ở đây nữa nè. Đó, do vận chuyển thôi. Còn tổng thể nó thì nó còn rất là đẹp. Con này anh em đánh giá cao nó ha. Về cái nước của nó. Rồi anh em mình đi soi bằng bên trong đi. Anh em mình kiểm tra với em. Ron chân kiến này nè. Đó, kiến này là original nè. Anh em thấy không à? Đó, nó lượng như thế này á. Cái kiến này mà bể là cũng rất mạnh anh em ha. Đây là cái tem của Silai anh em. Đó, tem của Silai. Ở đây thì nó có ghi cái model mà nó bị phai mờ. À, con này model của nó là 0862 1AN anh em ha. Anh em coi ròn chữ kiến nè. Đó. Anh em kiểm tra cho em bản lề nè. Đó. Ròn chữ kiến nè. À, không có một vết nại anh em ha. Đó. Bản lề. Bản lề ròn chừng kiến đầy đủ nè em ha. Đó, kỹ vô nè, sôi kỹ vô. Đó, em quay từ từ cho anh em mình sôi mà. Hả, mình bỏ tiền ra chơi mình phải sôi nè, sôi kỹ vô này. Đây cái mặt số của nó. Đó, mặt số của nó đây nè, thương hiệu Slide đây nè. Đó, thương hiệu Slide. Đó, rồi đây là cái vành trăng sao của nó nè em. Sao? Đó, em soi từ từ cho anh em soi nha, anh em xem nha. Đó, cái mặt của nó nè. Anh em thấy không? Ở đây là ba bản nhạc anh em ha. Cấu hình của nó là 12 gông, 12 búa. Chơi ba bản nhạc. Whistington, St. Michael và Westminster. Ở dưới đây là im lặng ở bên nhạc anh em ha. Silent là im lặng. Ở đây nó có 4 nấc. Đó. Rồi, anh em coi những cái họa tiết hoa văn trên mặt sổ nè. Họa tiết hoa văn trên mặt sổ nè. Rồi. Mặt chạy tìa rất đẹp anh em ha. Hoa văn mặt sổ nè. Đó. Ở đây là cái phần mà im lặng ở bên điểm ở bên điểm giờ anh em ha. Có nghĩa là tới 10 giờ mà anh em mình không muốn nó điểm 10 tiếng thì anh em gạt đây ha. Đó. Bên này là ngắt điểm giờ nè. Bên ngay là ngắt điểm nhạc. Quả tiếng hoa văn. Đó. Quá trời đẹp ha. Cái mặt sổ này là em đánh giá nó 10 điểm luôn anh em ơi. Không có gì để bàn hết á. Quá trời đẹp. Rồi anh em mình soi xuống cái phần tạ. Rồi, anh em thấy tạ của nó mà. À, còn sáng bóng anh em ha. Đó, tạ đồng sáng bóng. À, đây. Đó, tạ đồng sáng bóng. Anh em soi kỹ vô anh em. Đó. Rồi đây là cái phần lắc. À, phần này nó cũng rất đẹp. Anh em nhìn là thấy quen liền ha. Lắc đặc trưng của Silai. Anh em thấy cái hoa văn đó không ạ?
cái quay nhằn nó được gọi là chạy chạy chìm anh em ha, đó, được khắc chìm. Đây là em xem, em soi kỹ cho anh em xem cái quay nhằn nó quá trời đẹp. Ăn tiền cho anh em đẹp không anh em đó. Rồi ở phía học xong anh em thấy không, sạch sẽ anh em ha, quá sạch sẽ. Chơi với em thì không có bụi anh em ha, không có đem bụi về nhà ha, bỏ tiền ra chơi mà còn về bắt lau chùi nữa thôi. Mọi thứ em đã lo hết rồi, giờ anh em chỉ cứ thưởng thức thôi. Sạch sẽ là tiêu chí hàng đầu của bên em anh em ha. Mình đem cái sạch về nhà mình chơi á, mình để á thì cái nhà mình nhìn nó đẹp anh em ha. Còn mình đem cái dơ về á là nó xấu ngôi nhà mình thêm. Cho nên lúc nào cũng anh em lưu ý là nhớ lúc nào cũng phải vệ sinh đồng hồ sạch sẽ nha. Còn cái lúc mà em giao lắp cho anh em á là một cái con đồng hồ rất là đẹp ha, rất là sạch. Đó. Đây chìa khóa nó đây nè. Đây có thể quay ha. Đó. Hướng dẫn sử dụng nhanh. Đó, anh em thấy cái mặt sau của nó mà. Đó, anh em nào mà mê gỗ, anh em thấy cái hậu của nó mà. Đó, cái hậu nó, cái chi tiết nó cũng rất đẹp ha. Đó, ở trong cái hậu ha. Đó, vân gỗ vần quện. Ôi, anh em mình bắt đầu đi gọi phần máy móc anh em ha. Đây nè, đây là cái cách gỡ ra đó anh em ha. Rất đơn giản thôi. Đó. Rồi, anh em mình bỏ đây. Đây, tạm xin lại anh em. Đây, tạm xin lại. Rồi. Con này thì nó chạy rất hay và nó chạy chiếc máy của nhà Kenzie anh em ha. Asuka dòng Kaisori. Anh em thấy cái chữ Kaisori mà. Đó, anh em thấy không ạ? Dòng K anh em ha. Đó, logo Asuka. Đó. Rất là hay anh em ha. Rất là phê. Đó, riêng về cái chi tiết phần máy này cũng như mọi khi anh em ha. Em có để cái link website ở cái phần mô tả đó. Đó thì anh em có thể truy cập vào web đồ sưa tiếng chọn.vn á. Anh em mình xem chi tiết chiếc máy này anh em ha. Tất cả máy móc phải được bảo dưỡng trước khi giao lưu. Đó là quy trình bắt buộc anh em ha. Và em có làm cái gì thì em sẽ chụp hình rõ ràng cho anh em ha. Nói có sạch mách có chứng anh em ha, chứ không phải là lời nói suông anh em ha. Đó. Anh em nào mà chơi nhiều á, chơi rành, anh em nhìn vô cái chi tiết máy là anh em biết liền. Anh em nào mới chơi nhìn vô, em bảo đảm nhìn cái máy sạch nó khác cái máy dơ liền ha. Khác biệt, rất khác biệt anh em ha. Đó cũng là một cái sự gì đó nó khó, rất khó nói anh em ha. Đó. Riêng cái bộ phận máy này thì được bảo hành 5 năm toàn quốc anh em ha. Bảo hành là bảo hành ha. Hư là sửa, sửa là miễn phí anh em ha. Đó. Chứ không phải là hỗ trợ ha. Đây không có hỗ trợ gì hết á. Đó. Hư là sửa, sửa là miễn phí. Đó là cái sự ràng buộc, phải trách nhiệm của người bán và người mua anh em ha. Đó. Rồi anh em mình test chuông đi. Đó. Chơi xì lai thì cái chỗ này nó mới ăn tiền đấy anh em. Đây nhỏ thôi, phân khúc tầm trung thôi, nhưng mà nó quýnh thì nhiều khi thật sự mà nói là mấy anh lớn cũng phải ngước nhìn anh em ha. Đó, đây anh em mình nghe stand Michael nha. Đó, nó đang nằm ở stand Michael. Riêng những cái dòng slide thì em cũng đã nói để giới thiệu nhiều ha. Riêng những cái dòng này á là có, em cũng có nhiều cái sự chọn lọc. Thì anh em nào mà thích âm to đó, đó âm mà quýnh đùng đùng hổ báo thì đây nó sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng anh em ha. Nó quýnh rất là lớn anh em mình nghe, anh em nghe Washington nha. Nó quýnh cực kỳ lớn anh em ha. Quýnh đùng đùng đùng, quýnh giật mình luôn. Thank you.
sẽ ăn cơm sườn bính quá hay anh em ha. Phê anh em, quá phê đúng không anh em? À, anh em nào thích âm to là con này nó không bao giờ làm anh em thất vọng ha. Trong một cái phân khúc tầm trung dưới 40 triệu, à, nó hội tụ được rất nhiều yếu tố anh em ha. À, dành cho những cái không gian nhỏ và vừa anh em ha. Đó, à, yếu tố về mặt mỹ thuật cũng đẹp, à, yếu tố về âm chuông cũng rất ok anh em ha. À, với một cái chi phí chơi nó cũng rất là hợp lý. Ok anh em, về chi tiết phần giá vẫn như mọi khi ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để trên màn hình hoặc là nhắn tin thì em sẽ trả lời anh em ha. Đừng tiếc với em một cuộc gọi hay một tin nhắn anh em ha. À, mỗi chỗ mỗi cách mỗi nơi nó đều có một cái công việc làm khác nhau anh em ha, một cái cách làm khác nhau đó. Anh em nào thiện chí thì cứ alo cho em ha hoặc nhắn tin em sẽ trả lời anh em ha. Còn cái việc mà để giá trên YouTube á, để giá công khai á, thì em cũng đã nói rất nhiều rồi, em không nói lại ha. Anh em nào thông cảm được thì thông cảm, anh em nào không thông cảm được thì lướt qua anh em ha. Đó, em cũng đã trình bày rất nhiều rồi ha. Rồi anh em cứ liên hệ trực tiếp với em là hay nhất anh em ha. Không có gì ngại ngùng hết, 2022 rồi, anh em thích thì mình đến với nhau luôn. Đó, ok, anh em cảm thấy hay thì hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên em ha, để thông báo, để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến mọi người mình tham khảo anh em ha. À, cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.